Harry Maguire liên tục mắc sai lầm, người hâm mộ la ó đòi đuổi khỏi tuyển Anh. Đội trưởng của MU, Harry Maguire tiếp tục tấu hài khi lên tuyển Anh. Trung vệ đắt giá này chơi tệ đến mức người hâm mộ tại Wembley la ó, yêu cầu huấn luyện viên Gareth Southgate đuổi cổ anh khỏi tam sư. Harry Maguire đang trải qua những ngày tháng khó khăn nhất trong sự nghiệp. Sau khi mất suất đá chính ở MU, trung vệ 29 tuổi này có nguy cơ mất luôn vị trí ở tuyển Anh sau màn trình diễn thảm họa trước tuyển Đức. Trong trận đấu tại Wembley vào rạng sáng nay, Maguire mắc hai sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua của tuyển Anh. Phút 51, trung vệ này chuyền bóng thẳng vào chân Jamal Musiala trước khi phạm lỗi với ngôi sao trẻ người Đức trong vòng cấm địa, khiến tuyển Anh chịu phạt đền. Đây là sai lầm không thể chấp nhận với một trung vệ đắt giá như Maguire. Vấn đề nằm ở chỗ, Maguire thường xuyên mắc lỗi tương tự trong thời gian dài đã qua. Sau đó, Maguire tiếp tục làm mất bóng khi dâng cao tấn công ở phút 67, tạo điều kiện cho tuyển Đức phản công và hạ bớt ghi bàn. Hai sai lầm chết người này khiến Maguire bị người hâm mộ anh la ó ngay trên sân. Mỗi khi anh chạm bóng, một nhóm cổ động viên lại huýt sáo, đồng thời hét vang thông điệp yêu cầu anh rời khỏi tam sư. Không dừng lại ở Wembley, Maguire chịu vô số chỉ trích trên truyền thông và mạng xã hội.